Những loài côn trùng có tập tính xã hội như kiến hay ong chung sống cùng nhau trong một tập đoàn lớn và được tổ chức rất tốt. Các cá thể trong tập đoàn tương đối giống nhau về bộ gen nên người ta có thể coi cả tập đoàn như một siêu cơ thể. Đứng đầu một thị tộc côn trùng như vậy là con chúa, con cái duy nhất có khả năng sinh sản và chỉ đảm nhiệm chức vụ này, là mẹ của mọi côn trùng khác trong tổ, bao gồm những con cái không có khả năng sinh sản. Các thành viên trong xã hội ong, mối, kiến đều làm việc một cách tự giác theo các chức năng đã được phân công. Con chúa là người mẹ của mọi thành viên. Nó sinh đẻ liên tục trong suốt đời mình để tăng thêm nguồn nhân lực cho xã hội. Một số con thì chuyên trách chăm sóc nuôi nấng các thế hệ tương lai, một số chuyên lo việc kiếm ăn và kiến thiết tổ. Còn đẳng cấp được coi là thợ thuyền thì luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của cộng đồng.